Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Quý vị, hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2022. Ngọc xin cập nhật một số cái thông tin mới liên quan đến cái tiền hoàn thuế tax refund 2021. Có một cái câu hỏi là bây giờ mình đã khai thuế rồi, mình có làm lại để mình có thể nhận được thêm cái tiền hoàn thuế mà mình đáng được nhận hay không? Mình có sửa được cái hồ sơ thuế mình đã khai rồi hay không? Thì Ngọc xin trả lời cái câu hỏi này luôn trong cái video này. Ngoài ra thì Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị về một cái khuyến cáo rất là quan trọng từ phía bên CDC. Họ nói rằng là chúng ta nên tránh đi đến những cái quốc gia này, trong đó có Việt Nam, và một cái danh sách bao gồm có 140 quốc gia đã được công bố vào ngày thứ hai, là cái quốc gia mà được thêm mới vào đó là Việt Nam. Để làm gì quý vị? Để tránh những cái rủi ro lây nhiễm COVID, tại vì những cái nơi đó, 140 quốc gia này là những cái nơi nó thuộc là level 4 về cái tính lây nhiễm quý vị nha. Cho nên là hôm bữa trước á, là Việt Nam là level 3. Sau đó, Việt Nam ở đây nè quý vị, một cái danh sách là 140 quốc gia, người ta nói Việt Nam nằm ở bên góc phải bên cùng theo cái thông báo của CDC về việc là tránh đi đến những cái nơi này. Việt Nam đó, từ level 3 bây giờ chuyển qua level 4, cho nên là CDC họ khuyến cáo. Ở đây Ngọc xin nhắc lại, họ khuyến cáo tại vì sao? Họ khuyến cáo tại vì đây là những cái nơi có cái gọi là cái rủi ro cao, high risk destination, cho nên là quý vị để ý, người ta chỉ khuyến cáo thôi, quyết định đi hay không đi là cái chuyện của mình, chứ người ta không có cấm mình đi quý vị nha. Đó, rồi bây giờ để mà trả lời cái câu hỏi là khai thuế rồi có sửa được hay không, đại loại bạn này hỏi rằng á là đi đến một cái dịch vụ A, khai thuế rồi, nhận tiền refund rồi, bây giờ em có thể đi đến một cái dịch vụ khai thuế khác để mà họ làm lại, rồi hy vọng là có thể nhận được thêm cái tiền refund của mình, thì có làm vậy được hay không? Thì Ngọc xin trả lời là được, hoàn toàn có thể làm cái điều này được. Bởi vì sao? Bởi vì sở thuế người ta cho phép mình amend cái return của mình. Amended return thì quý vị làm bằng cách là điền cái 1040X, 1040X quý vị nha, rồi gửi đi. Quý vị có thể làm cái điều này electronically, quý vị làm qua mạng, làm qua phần mềm cũng được, hoặc là quý vị điền giấy rồi gửi đi. Khi nào mình cần làm cái điều này thì ở đây bên sở thuế họ có nói á, ví dụ như mình có một số cái sự thay đổi hay là những cái thông tin mà mình khai trong hồ sơ thuế nó không đúng thì mình có thể thay đổi lại. Ví dụ như là cái filing status của mình là single hay vợ chồng khai chung, vợ chồng khai riêng hay như đó. Mình nếu như mà mình khai nó không đúng thì mình sửa lại ha. Hoặc là cái income của mình nó không có đúng thì mình có thể là sửa lại bằng cách là điền những cái thông tin đó trong cái 1040X. Hoặc là những cái credits mình claim chưa đủ. Hoặc là những cái deduction, những cái khấu trừ đó chưa có đúng, thì quý vị hoàn toàn có thể làm điều này, gọi là amended return quý vị nha. Quý vị rành thì quý vị có thể là tự làm trên phần mềm, nó có thể làm điều này, và quý vị có thể send in electronically, hoặc là quý vị ra dịch vụ họ làm cho mình, hoặc là quý vị có thể điền rồi gửi đường bưu điện cho bên sở thuế, rồi người ta sẽ xét cái hồ sơ của mình. Khi mà quý vị làm amended return như vậy thì quý vị cần phải cho người ta cái thời gian để người ta xem cái hồ sơ của mình, tại vì hồ sơ này là hồ sơ quý vị có những cái sai sót và quý vị muốn sửa, hoặc là có những cái điều gì đó quý vị muốn claim thêm. Thì đó là một số cái nội dung mà quý vị có thể tìm thấy ở trên trang của IRS quý vị nha. Ngọc không phải là CPA, cho nên là những cái thông tin Ngọc chia sẻ ở đây thì Ngọc khuyên quý vị là chỉ nên tham khảo thôi. Luật thuế nó rất là phức tạp quý vị. Ngay cả cô chú mà hỏi Ngọc về an sinh xã hội thì Ngọc cũng rất là do dự khi mà trả lời những cái câu hỏi nào đơn giản thì Ngọc trả lời, còn những cái câu hỏi nào mà cần có nhiều thông tin, ngồi xuống coi hồ sơ rồi đưa ra những cái được, những cái không được, rồi cô chú mới chọn ra cái nào là lợi cho trường hợp của mình. Nhiều khi trường hợp của cô chú lợi nhưng mà đưa cái trường hợp đó vào một cái gia đình khác, cô chú khác, thì nó lại không có lợi. Cho nên là khi mà Ngọc trả lời những câu hỏi như vậy thì Ngọc hay cân nhắc xem thử là cái câu trả lời của mình nó có lợi cho cô chú hay không, hay là nhiều khi nó không có đầy đủ thông tin thì nhiều khi nó không có tốt cho cô chú, thì Ngọc không dám trả lời những câu hỏi như vậy. Cho nên là nhiều khi nếu như quý vị không thấy Ngọc trả lời những câu hỏi đó thì
quý vị thông cảm giúp Ngọc nha. Rồi ở đây có một cái điều nữa Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị về cái thông báo của bên sở thuế về cái tiền refund. Cái tiền refund của năm 2021 đã được gửi ra nhiều hơn theo như cái thống kê gần đây nhất là ngày 18 tháng 2 á, thì họ nói rằng là người ta đã gửi ra 78 triệu rồi, 78 triệu cái tiền hoàn thuế đó quý vị. Và trong đó là đã gửi ra cho 22 triệu hồ sơ thuế. Hôm bữa trước á, là chỉ có 4 triệu, bây giờ lên là 22 triệu rồi. Số tiền hôm bữa trước gửi ra có 10 tỷ, bây giờ đã gửi ra là 78 tỷ rồi. Và trung bình mỗi hồ sơ như vậy là nhận được là 3.536 đồng. Có nghĩa rằng là nhiều hồ sơ nhận nhiều hơn, nhiều hồ sơ nhận ít hơn. Như vậy là nếu như mà so với năm ngoái á, thì cái tiền này nó cao hơn năm ngoái, có thể là do cái tiền Child Tax Credit rồi tiền EITC nó tăng vân vân, thì quý vị cũng có thể nhận nhiều hơn nè. Quý vị có thể cho Ngọc biết rằng là tiền refund của mình năm nay nhận nhiều hơn hay là ít hơn. Quý vị có thể là đánh số 1, đánh số 2. Ví dụ như số 1 là quý vị đã nhận được cái tiền refund rồi và nhận nhiều hơn, số 2 là chưa nhận hoặc là nhận ít hơn chẳng hạn, để chúng ta xem thử cộng đồng người Việt của mình là nhận cái tiền refund như thế nào quý vị ha. Ở đây á thì có cái cách để mình có thể kiểm tra cái status của mình, và Ngọc cũng đã chia sẻ rồi, và Ngọc xin nhắc lại là quý vị vào cái Where's My Refund hoặc là vào cái app là IRS to go. Where's My Refund thì quý vị có thể tìm ở trang irs.gov, check my refund status, quý vị vào quý vị đánh số social của mình, rồi filing status, rồi cái số chính xác cái tiền refund quý vị có thể nhận được là bao nhiêu, đánh vào người ta sẽ cho mình biết cái status là như thế nào. Thì đây có một cái cập nhật mới nhất Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị là cái ngày 1 tháng 3, tức là 2 ngày trước đó, là cái ngày mà rất là nhiều người nhận được cái tiền hoàn thuế của mình. Thì ở đây người ta có giải thích như thế này quý vị, những ai mà đã claim cái EITC hoặc là ACTC trong hồ sơ thuế của mình á, thì cái ngày sớm nhất mà người ta có thể gửi ra cho quý vị là ngày 15 tháng 2. Nhưng mà sau đó người ta lại dời đến ngày 1 tháng 3. Cho nên là Ngọc nghĩ rằng là ngày 1 tháng 3 là cái ngày mà rất là nhiều hồ sơ có claim EITC, ACTC á, thì sẽ nhận được cái tiền hoàn thuế của mình. Hy vọng là quý vị đã nhận được rồi. Nếu như quý vị nhận được rồi thì hãy cho Ngọc xin số 1 quý vị nha. Hoặc là quý vị chưa nhận, hoặc là quý vị có những câu hỏi gì thì quý vị có thể để lại. Nếu Ngọc không trả lời được hoặc là Ngọc không thấy những cái câu hỏi đó thì hy vọng là những ai thấy mà trả lời được thì giúp đỡ bà con giúp Ngọc nha. Thường thường á là mình khai thuế là trong vòng 21 ngày là mình đã nhận được cái tiền refund rồi. Cho nên là trong cái mùa dịch này thì quý vị cũng ráng chờ, chứ bây giờ hỏi Ngọc là Ngọc chịu thua. Vì sao mà chưa nhận là Ngọc chịu thua, Ngọc không có thể có cái thông tin để giúp quý vị trả lời cái câu hỏi này được. Rồi bây giờ có một cái điều nữa Ngọc muốn quý vị vào quý vị tham khảo. Tại vì sao? Tại vì ngày hôm qua là cái ngày 3 tháng 2 á, bên sở thuế họ có tải lên một cái đường link, trong đó có tất cả những cái câu hỏi và câu trả lời thường gặp cho cái chương trình EITC. Vào đây quý vị sẽ thấy được một cái danh sách rất là nhiều cái câu hỏi và IRS người ta chính thức người ta trả lời cho mình luôn. Và Ngọc thấy rằng là những cái câu hỏi này á, là Ngọc cũng đã giải thích trong những cái video của Ngọc rồi, cho nên Ngọc không có làm lại cái video về những cái câu hỏi này. Nhưng mà thực ra quý vị vào là đây là những cái thông tin cập nhật mới nha. Đó, nếu như quý vị coi xong mà quý vị chưa có giải đáp được cái thắc mắc của mình thì quý vị có thể hỏi Ngọc, mà nếu như mà Ngọc biết thì Ngọc trả lời, Ngọc làm video Ngọc trả lời cho quý vị, còn không á, thì mình đợi quý vị nha. Chứ Ngọc không phải là CPA, Ngọc cũng chịu khó tìm thông tin lắm, nhưng mà những cái thông tin nào mà có cơ sở thì Ngọc mới dám trả lời. Rồi bây giờ có một cái điều nữa quý vị xin lưu ý với Ngọc là nhiều khi á cái tiền hoàn thuế của mình á nó bị trừ mình lãnh ít hơn. Tại vì sao như vậy? Tại vì sao mà mình bị trừ như vậy? Ví dụ như đáng lẽ ra mình được lãnh 5.000 nhưng mà bị trừ hết, mình còn có ngàn mấy chẳng hạn như vậy ha. Thì có một số điều như thế này, nếu như mình nợ cái tiền cấp dưỡng nuôi con, past due child support, mình cũng bị trừ nè. Nợ tiền thuế liên bang, nợ tiền thuế tiểu bang cũng bị trừ nè quý vị nha. Coi thử là những cái năm trước như thế nào thì có thể là mình bị trừ.
rồi năm nay mình nhận ít cái tiền hoàn thuế hơn, hoặc là quý vị nợ tiền từ sở thất nghiệp, tức là sở thất nghiệp họ đòi lại tiền mà quý vị chưa trả, thì có thể là họ trừ 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 theo cái kế hoạch của họ quý vị nha. Cho nên là quý vị lưu ý cái hồ sơ của mình như thế nào. Ok quý vị ơi, quý vị đã nhận được cái tiền hoàn thuế chưa? Cho Ngọc biết nha quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị sức khỏe. Bye bye nào.